Hello, Úc Vĩnh Design chào các bạn. Hôm nay, Úc Vĩnh Design sẽ trình bày cho các bạn một chủ đề là ghi đĩa CD ca nhạc. Bạn có một cái đĩa CD ca nhạc, muốn sao chép cái đĩa này ra, nhưng không biết làm như thế nào, thì bài này sẽ hướng dẫn các bạn để cách để thực hiện. Thì trước hết, bạn sẽ sử dụng cái download và cài đặt cái chương trình ghi đĩa thông dụng nhất hiện nay là Nero 7 Premium. Úc Bình giới thiệu cái phiên bản 7 này là cũ xưa nhưng nó có dung lượng rất là nhỏ và dễ sử dụng. Trong cái Nero 7 Premium này, nó có tích hợp sẵn cái chương trình Star Smart, mà đó là một cái chương trình mà bạn sẽ thực hiện để ghi đĩa CD. Trước hết thì chúng ta vào cái trang web để chúng ta download cái chương trình Nero 7 Premium. Đây là cái giới thiệu cái Nero 7 Premium. Bạn bấm vào trong cái link này để bạn download về. Dung lượng nó là 172 MB, trong đó có cái file hướng dẫn cài đặt. Bây giờ chúng ta đã download và cài đặt xong thì Út Bỉnh có viết cái bài là ghi đĩa CD ca nhạc dài 4 trang. Nó gồm có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là tạo file image, giai đoạn thứ hai là tạo đĩa CD. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện từng bước một theo hướng dẫn sau đây. Trước hết là chúng ta tạo một cái shortcut Star Smart bằng cách là vào nút Star on the RAM trong cái Nero 7 này. Chúng ta bấm phải lên Nero Star Smart. Chúng ta bấm Send to và bấm Desktop. Các bạn đã tạo một cái socket của cái chương trình Nero Star Smart tích hợp sẵn trong Nero 7 Premium. Bây giờ chúng ta bấm lên socket này. Nó xuất hiện ra cái giao diện của cái chương trình Nero Star Smart. Trước hết, bạn cần phải bỏ đĩa CD ca nhạc vào trong ổ đĩa đọc. Sau đó thì bạn sẽ bấm để con trỏ vào trong cái category backup và bạn nhấp vào công cụ copy CD. Nó xuất hiện cửa sổ Nero Express. Trong source driver thì bạn chọn cái tên ổ đĩa mà chứa cái CD ca nhạc. Đây là cái tên ổ đĩa đã chứa CD ca nhạc. Và ở trong Destination Driver thì bạn sẽ chọn là Image Recorder, tạo một file ảnh. Sau đó bạn bấm nút Copy. Nó xuất hiện cửa sổ tiếp theo. Bạn đóng cửa sổ này lại không cần thiết. Và bạn chọn Desktop làm nơi lưu cái file ảnh image. Bạn để tên mặc định là image, bạn bấm nút Save. Chương trình đang tiến hành tạo một cái file image cho bạn.
Sau khi hoàn tất, nó xuất hiện thông báo là đã hoàn tất, bấm nút OK. Bây giờ bạn đóng cửa sổ lại, bạn bấm Next và bạn bấm đóng cửa sổ này lại. Bây giờ bạn ra desktop, bạn đã thấy một cái file email bạn vừa tạo. Thì đây là một cái file email bạn đã tạo, nó có dung lượng là 463 MB và định dạng của nó là, bấm phải lên chúng ta tìm xem định dạng của nó. Định dạng của nó là NRG. Bây giờ chúng ta đến cái giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ ghi đĩa CD từ cái file email này. Trước hết bạn mở cái chương trình StarSmart. Ra. Bạn bỏ cái dĩa CD trắng vào trong ổ ghi. Sau đó, bạn bấm vào trong cái category backup và bạn bấm vào cái công cụ Burk Image to Disk. Xuất hiện ra cửa sổ Open, bạn đến Desktop, bạn bấm vào cái file image mà bạn đã tạo trước đó, bạn bấm nút Open, nó xuất hiện cửa sổ Nero Express. Trong đó, Current Recorder, bạn chọn cái tên ổ đĩa mà bạn đã bỏ đĩa CD trắng vào. Bạn bấm cái nút tam giác đen ở giữa này, xuất hiện ra cái mục Burk Setting. Thì bạn chọn tốc độ ghi đĩa là dưới đó một bậc là 40x. Thí dụ như bây giờ bạn muốn chép thành 5 đĩa, bạn ghi đây là 5 đĩa. Sau đó bạn nhấp nút Burk để bắt đầu ghi. Cái chương trình StarSmart đang tiến hành ghi đĩa cho bạn với tốc độ là 40x mà bạn đã chọn. Sau khi nó ghi xong thì nó đưa cái mâm đĩa ra ngoài và bạn tiếp tục bỏ đĩa CD trắng thứ hai vào để cho nó tiếp tục tự động ghi đĩa cho các bạn. Rất là dễ dàng phải không các bạn? Chúc các bạn thành công.